và giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía lãnh đạo, vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương, lãnh đạo và nồng nhiệt nhất. Hoàn thành đúng tiến độ cam kết, khánh thành nhân dịp chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975. Đang được nghiên cứu đầu tư trong thời gian tới sẽ làm cái công trình trở thành biểu tượng kiến trúc của thành phố trên sông Sài Gòn, góp phần tạo thêm vẻ đẹp kiến trúc và cảnh quan đô thị của khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, kết nối khu trung tâm thành phố với khu đô thị mới Thủ Thiêm, tăng cường thu hút đầu tư tạo sức hút để đảm bảo thực hiện mục tiêu đầu tư hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030 theo nghị quyết 26 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Trong đó, phần cầu chính có kết cấu dây dăm hai mặt phẳng dây với chiều dài 200m và một trụ tháp dạng cầu rồng bố trí lên về phía Thủ Thiêm. Mặt cắt ngang cầu gồm 6 làn xe được Bộ Giao thông Vận tải thẩm định theo quy định, phù hợp với kiến trúc quy hoạch hai bên bờ sông Sài Gòn.